Vâng, và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip về game Liên Quân Mobile. Ôi, bạn kia cho mình dừng đi. Vì tướng mình thích nhất là con Nagaroth này nên là mình rất thích là đánh luôn. Và mức danh hiện tại thì là mức danh Bạch Kim 5. Một mức danh khá thấp ở thời điểm hiện tại, nhưng mà mình gà mà, nên mình chấp nhận mình đánh thôi. Xem thì khá là ổn rồi. Vâng, và tem bạ thì Nathania mang bất tử. Ồ, trở ngại khá lớn rồi. Oma thì mang thêm ngất ngư, khả năng làm trắng nó tăng gấp bội. Mà gần ga tem bạn thì hình như là lag rồi. Mà lớn lên đây là lớn lên đồ của mình. Những này thì hiện tại là chưa có bảng ngọc. Vâng, là các đối tượng bạn hình như ăn bùa đỏ trước rồi. Mình rất ghét là đang đánh là có bạn nhắn tin hay là có thông báo Facebook là xong mình sẽ đăng xuất trước khi làm clip. Thôi rồi. Phát đấy mà mình ở lại là đảm bảo Nagaroth sẽ băng trụ. Thank you.
bây giờ mới vào thì mình mất khá nhiều máu thôi. Biết ngay mà. Thôi mình nằm xuống cũng không sao, lấy lợi thế cho tem là một con rồng được rồi. Này con tem lại xuống nó. Vậy wow, khá là may mắn. Wow, lá. Chạy đi đâu bạn? Các bạn thấy khá là lag. Thì đây ăn bột xanh của mình, mình lấy thì mình sống đấy bạn. Và trận này thì mình đánh quá là lỗi luôn đấy các bạn.
Còn các bạn đã theo dõi thì nếu thấy hay sẽ cho mình like và một subscribe để ủng hộ mình có thể làm những video hay hơn và ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.